Hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2016, lễ thánh Francisca Xavier Cabrini, thứ hai tuần thứ 33 thường niên, khởi đầu rất khải huyền của thánh Gioan Tông đồ, mặc khải của Đức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã ban cho người để người tỏ cho các tôi tớ người các điều sắp xảy ra. Vậy người đã sai thiên thần loan báo cho tôi tớ người là Gioan, và Gioan làm chứng rằng tất cả những gì ông đã thấy là lời của Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu Kitô. Phúc cho ai đọc và nghe các lời tiên tri này cùng tuân giữ những điều đã chép trong đó, vì thời giờ đã gần. Gioan kính gửi bảy giáo đoàn ở Tiểu Á, nguyện chúc ân sủng và bình an cho anh em do từ Đấng đang có, đã có và sẽ đến, và do từ bảy thần linh đứng trước ngai của người. Tôi nghe Chúa phán bảo tôi, hãy viết cho thiên thần giáo đoàn Ephesos rằng, đây là lời của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi giữa bảy chân đèn bằng vàng. Ta biết việc làm của ngươi nổi bật và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta biết ngươi không thể dung kẻ bất lương. Ngươi đã thử thách những kẻ tự cho mình là tông đồ mà kỳ thực thì không phải, nhưng ngươi đã thấu rõ họ là hạng gian dối. Ngươi có lòng kiên nhẫn, ngươi đã chịu đựng vì danh ta mà không sờn lòng. Nhưng ta trách ngươi điều này là ngươi đã bỏ lòng yêu mến thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã sa sút từ mức nào, hãy ăn năn hối cải và làm lại những việc thuở ban đầu. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Ta sẽ cho kẻ khăn trần ăn trái cây sự sống. Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhà bang, nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa và suy ngẫm luật Chúa đêm ngày. Ta sẽ cho kẻ thăng trần ăn trái cây sự sống, họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa, lá cây không bao giờ tàn úa, tất cả công việc họ làm đều thảnh đạt. Ta sẽ cho kẻ thăng trần ăn trái cây sự sống. Kẻ gian ác không được như vậy, họ như bò trâu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. Ta sẽ cho kẻ thăng trần ăn trái cây sự sống. Alleluia, Alleluia. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt con người. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin vũ lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin vũ lòng thương tôi." Đức Giêsu dừng lại truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thế vậy toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu, anh mù thành Jericho được Chúa cho sáng mắt. Kể nhờ danh Chúa Giêsu mở rộng con mắt của linh hồn ta. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy vui mừng và hạnh phúc biết bao khi có đôi mắt sáng.
để thấy được điều kỳ diệu trong thiên nhiên, để nhận biết những gì đang xảy ra chung quanh, cũng như để nhận ra khuôn mặt người thân yêu. Đôi mắt sáng đó là một kho báu, một hồng ân lớn lao mà Chúa đã tặng ban. Thế nên con luôn chăm sóc, bảo vệ và đề phòng khỏi rơi vào cảnh mù tối. Nhưng nghĩ kỹ lại, con thấy nhiều lúc con đang sống cạnh đuôi mù một cách nào đó. Nhiều lúc con mắt thân xác nhận ra vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng mắt linh hồn lại không thấy được tình thương và sự quan phòng của Chúa qua những vẻ đẹp ấy. Lỗng lúc con nhìn ra khuôn mặt của người thân, nhưng ít khi con thấy được người hành khách bên lệ đường hay kẻ con đang thù ghét là chính Chúa và là anh em của con. Con thấy được khuôn mặt mình qua tấm gương, nhưng chẳng mấy khi thấy được tình trạng linh hồn mình. Những lúc ấy là lúc con đang mù lòa, khốn khổ và đáng thương hơn anh mù thành Jericho. Lạy Chúa, xin thương mở mắt linh hồn con để con thấy được tình thương Chúa đang hiện diện khắp nơi. Xin cho mắt linh hồn con sáng suốt để con nhận ra đâu là điều đẹp ý Chúa và nhận ra mọi người là anh em con. Xin Chúa cho con ngay từ bây giờ được bước đi trong ánh sáng Chúa, để mai sau con được chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa muôn đời. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Tôi tiếp tục cuộc chơi. Mới đây tại Thụy Sĩ, người ta đã dùng điện thoại để phỏng vấn 1.200 người tại 20 thành phố khác nhau về việc chuẩn bị cái chết. Câu hỏi được đặt ra như sau: nếu bạn chỉ còn một ngày nữa để sống, bạn sẽ làm gì? Kết quả của cuộc thăm dò được phân chia như sau: 57% những người được phỏng vấn trả lời rằng họ sẽ sống ngày cuối cùng với gia đình, 12% muốn ở một mình hoặc với bạn bè. 26% người đàn ông được hỏi cho biết họ sẽ sống ngày cuối cùng đó với gia đình, 40% khác thích ở một mình hoặc cùng với bạn bè. 32% đàn ông lẫn đàn bà muốn được sống với gia đình trong những giây phút cuối, 6% người đàn ông muốn được sống bên vợ. Trên đây có lẽ chỉ là những con số không đại diện cho ước muốn hay suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng xuyên qua đó, chúng ta cũng có thể đọc được một thái độ chung của con người khi đứng trước sự chết, đó là sự cô đơn. Cái chết là một chia lìa vĩnh viễn, nhất là những người thân của chúng ta. Nếu câu hỏi trên đây được đặt ra cho bạn giây phút này đây, bạn sẽ làm gì? Có lẽ chúng ta còn nhớ chuyện của một vị thánh trẻ khi được hỏi về cách thế chuẩn bị chết. Giữa một đám trẻ đang chơi đùa, viên giám thị đặt câu hỏi: nếu ngay bây giờ chúng con biết mình sắp chết, chúng con sẽ làm gì? Một số trả lời rằng sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện. Một số cho biết sẽ đi xưng tội để dẫn mình chết lành, vân vân. Chỉ có một cậu bé điềm nhiên trả lời: nếu trong giây lát tôi có chết, tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc chơi. Có lẽ đó là câu trả lời mà làm viên giám thị ân ý nhất. Bởi vì nếu giải trí lành mạnh là một bổn phận, thì việc thánh hóa trước tiên phải nằm trong bổn phận hàng ngày. Nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố, nếu chúng ta biết gặp lại Chúa trong từng sinh hoạt, nếu chúng ta tiếp xúc với Chúa trong từng giây phút, thì cái chết chỉ là nối dài của một cuộc gặp gỡ đó. Người luôn trung thành với những gặp gỡ trong giây phút hiện tại sẽ không phải sợ hãi trong cuộc gặp gỡ tối hậu là cái chết. Chúng ta đang cầu cho các đảng linh hồn. Giáo hội kêu mời chúng ta dâng các việc đạo đức và hy sinh để cầu cho họ. Đó là những việc làm không thể thiếu sót trong nghĩa vụ liên đới của người Kitô. Nhưng còn có một việc làm khác không kém giá trị, đó là sự trung thành của chúng ta trong những bổn phận hàng ngày. Người có niềm tin trưởng thành thực sự luôn nhìn thấy ý nghĩa và giá trị của những bổn phận vô danh và nhàm chán hàng ngày. Bài trích sách lẽ sống.